Gừng, tía tô, diếp cá là những loại rau gia vị quen thuộc của mỗi gia đình. Trong y học cổ truyền thì chúng cũng là những vị thuốc rất phổ biến. Tuy nhiên, sử dụng như thế nào để có thể phát huy hết tác dụng dược liệu của những loại cây này thì không phải ai cũng biết. Với niềm đam mê nghiên cứu và thấy được những giá trị đó, dự án sản xuất dược trà khai thác giá trị dược liệu từ nông sản được hình thành và đến nay đã cho ra thị trường hơn 10 sản phẩm trà hòa tan hay còn gọi là dược trà, giúp người dùng có thể sử dụng được tối đa giá trị hỗ trợ sức khỏe của những loại cây nông sản quen thuộc này. Sau khi được thu hoạch và sơ chế, nguyên liệu sẽ được chiết xuất, cô đặc, pha chế theo công nghệ dược phẩm và đóng gói thành thành phẩm. Hệ thống sản xuất của Haichi & Panasi đã đạt chuẩn ISO 22000-2018. Hiện công ty đã đăng ký sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương, đạt chuẩn 4 sao cho 6 sản phẩm và đã được Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tặng giấy khen là sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thành phố. Với những tâm huyết dành cho nông sản dược liệu của Việt Nam, Haichi & Panasi còn một ước vọng sẽ đưa dược trà ngày càng đi xa hơn nữa, mang lại niềm tự hào cho sản phẩm Việt.